lòng này ấy, ngoài gọi là lòng xe điếu ra ấy, thì còn gọi là lòng xe khít em nhá. Rồi, khít khít luôn này. Nếu mà không tươi sang anh tặng cả quán luôn. Ui, chủ quán mà dám khẳng định như thế thì đủ hiểu chất lượng như thế nào rồi hen. Bây giờ mà thèm lòng xe điếu thì không cần phải ra tới Hà Nội nữa rồi, vì quán lòng chát này đã có mặt tại Sài Gòn. Ở đây thì có tất tần tật các món chuyên về lòng luôn. Hôm nay thì Hùng có gọi các phần lòng thập cẩm, lòng nướng, canh măng tiết. Có lòng là phải có mắm tôm nè. Lòng của bên anh ấy thì ăn ngon và đa dạng món sẽ rơi vào khoảng tầm 200 đến 300 nghìn một người. Đấy, còn riêng lòng xe điếu là nó mắc nhá. Không phải riêng mình quán anh bán đắt đâu, mà em thử hỏi xem cả Sài Gòn này quán nào bán đắt luôn. Nói chung với chất lượng sẽ đi đôi với giá thành. Cái quan trọng là mình thấy ngon và xứng đáng. Chứ thật sự mấy món lòng mà kiểu không tươi á thì ăn vào rén lắm luôn á. Còn cái món canh măng tiết, cái tiết ở đây đặc biệt lắm nha. Cái tiết miền Nam gọi là huyết á, nó núng nín, mịn và mềm tan trong miệng luôn. Tôi khoái cái món này à. Rồi có cái món thịt giải chiên hồng đào cũng mềm mỏng luôn nữa. Không chỉ riêng lòng xe điếu tươi mà tất cả các đồ vào nhà anh đều phải tươi ngon anh mới lấy nhá. Đắt hay rẻ chưa biết nhưng mà chắc chắn là phải ngon. Vậy bạn nào mà mê các món lòng thì cứ ghé lòng chát ở 268 Hồng Lạc Tân Bình nha.